xin chào các bạn. À, hôm nay thì Anh sẽ chia sẻ với các bạn về những cái chiến lược kinh doanh để phát triển ngành số ba, khởi nghiệp trong ngành số ba. hầu hết thì chúng ta đều mong muốn là dành chọn cho mình một ngành nghề để phát triển. Thế thì kinh doanh số ba sẽ cần có những gì đúng không? Đầu tiên thì các bạn phải định hướng được nhá, định hướng được phát triển ngành số ba như thế nào và các bạn phải là một chuyên gia trong lĩnh vực đó đúng không ạ? Chúng ta phải học ngành số ba này, rồi phát triển ngành số ba. Đây thì nó hướng cái hướng mà yếu tố mà Anh muốn chia sẻ với các bạn đúng không? và những việc dịch vụ gì mà cho cần làm đúng không các bạn phải chọn cho mình một dịch vụ thật tối ưu nha à, cái dịch vụ này nó phải thực sự là mang tới cho các bạn niềm vui này và thực sự là các bạn phải thích cái dịch vụ này và khách bạn khi mà các bạn mang dịch vụ đến khách hàng thì khách hàng mới cảm nhận được là dịch vụ chúng ta mang tới có đáp ứng được nhu cầu đó hay không đúng không cái thứ ba là khách hàng của bạn là ai các bạn phải xác định mục tiêu của mình là khách hàng của bạn là ai ai sẽ là khách hàng của các bạn đúng không ai sẽ là người mà có thể tin tưởng các bạn để tới mới để làm dịch vụ của các bạn thế thì các bạn phải định hướng được khách hàng của bạn là ai đúng không và cái điều ngoài muốn chia sẻ bạn đó là nhu cầu thị trường nhu cầu thị trường đang muốn gì à, hiện tại thì bác, bác, các bạn có, bác bạn có đáp ứng được nhé các bạn có đáp ứng được nhu cầu thị trường hay không và nhu cầu thị trường có mang lại cho bạn những cái à, dịch vụ đó hay không thì các bạn phải nhớ là hãy đáp ứng nhu cầu thị trường và họ mong muốn gì chúng ta đúng không ạ hầu hết thì chúng ta kinh doanh số ba thì chúng ta đều muốn là mang tới khách hàng cho, cho sự trẻ đẹp nhưng mà các bạn nhớ này nếu mà khách hàng nhu cầu thị trường mà các bạn không không hiểu được và các bạn không biết được người ta muốn cái gì đúng không ạ thì các bạn phải thường xuyên đo lường nhá à, các bạn hãy test thị trường và đo lường trước để biết được khách hàng của chúng ta muốn gì và chúng ta cung cấp dịch vụ cho khách hàng chúng ta đúng không ạ đó là nhiều cực kỳ là quan trọng đó các bạn nhé và mình đã ứng cho họ những cái gì đúng không mình đã ứng cho họ những cái gì à, spa thì nó khác biệt hoàn toàn so với thẩm mỹ viện là ở điểm gì các bạn thấy không Thứ nhất là à, spa thì chúng ta có thể làm một số những dịch vụ nhưng mà về thẩm mỹ viện thì chúng ta có thể làm đa dịch vụ có thể những dịch vụ như phẫu thuật này hay là những dịch vụ về uh, điều trị này đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn sinh viên 3 thì các bạn chỉ cần một số những dịch vụ như facial, chìa hóa hay là những dịch vụ mà các bạn có thể mang tới lợi ích cho khách hàng đúng không ạ? Đó và điều mà họ đạt được đúng không? Cái điều mà họ khi mà họ tới với spa các bạn họ đạt được cái điều đó thì đây là điều mà các bạn nhớ này hãy mang tới những sự trải nghiệm vượt trên sự mong đợi cho khách hàng để khách hàng có được những trải nghiệm tốt đẹp nhất thì các bạn hãy mang tới như các bạn nhé hay dành những dịch vụ tốt đẹp nhất để có thể giúp cho khách hàng trở nên thay đổi. Vì khi người ta thay đổi rồi thì người ta có thể mang tới niềm tin với các bạn và điều tuyệt vời hơn nữa thì uh, khách hàng có thể giới thiệu các bạn rất rất nhiều khách hàng khác. Thì các bạn khởi nghiệp với Sapa nó cần rất nhiều những yếu tố. Thì trên đây là khoảng có tám yếu tố mà anh muốn chia sẻ với các bạn đúng không ạ? Đó và thêm nữa là các bạn sẽ đầu tư Sapa của mình khoảng bao nhiêu tiền? Định hướng được là sẽ đầu tư Sapa của mình bao nhiêu tiền? Ba trăm, năm trăm. 1 tỷ hay là 2 tỷ các bạn nhé Đó thì các bạn phải định hướng được là sẽ đầu tư sau ba này có bao nhiêu tiền và quá độ chuyên môn như thế nào đúng không? Và cái này, các bạn chăm sóc hậu mãi khách hàng như thế nào? Có những chế độ chăm sóc hậu mãi và tặng quà khách hàng. Đây là cực kỳ quan trọng các nhé. Chăm sóc hậu mãi cho khách hàng. Và ai sẽ là người quản lý sau ba các bạn? Bạn có phải là chuyên môn về nó không ạ? Thì ai sẽ là người giúp bạn quản lý sau ba đó? Đó. Thì đây là ngồi list ra cho các bạn khoảng 8 cái yếu tố nhé. 8 cái yếu tố này. Bây giờ là mình sẽ list lại cho các bạn thêm một cái yếu tố nữa đó gì ạ? À? À, phải các bạn phải nhớ là hãy mang tới những cái sự trải nghiệm vượt trên sự đợi cho khách hàng để khách hàng trải nghiệm được cái điều đầu tiên mà chúng ta mang tới đó là gì ạ à, mang cho khách hàng niềm tin này đó, bằng bốn từ khóa các bạn nhé bằng bốn từ khóa này ngô anh muốn chia sẻ với các bạn đó là gì ạ một là các bạn phải mang tới các bạn niềm tin để khách hàng kéo tới với các bạn đúng không là các bạn phải quảng cáo với khách hàng tới như thế nào về đa kênh dịch vụ chẳng hạn đúng không để khách hàng biết được chúng ta khi mà khách hàng biết tới các bạn rồi khách hàng biết tới các bạn rồi về những dịch vụ gì thì các bạn phải luôn luôn truyền tải những thông điệp đó tới với dịch vụ khách hàng để khách hàng trải nghiệm được đúng không? Cái thứ hai nữa là gì ạ? À? Để làm thế nào để khách hàng biết tới các bạn thì khách hàng phải tin các bạn nhá, khách hàng phải tin cái cơ sở chúng ta. Khi mà khách hàng tin rồi thì khách hàng luôn luôn mong muốn là có thể tới trải nghiệm dịch vụ chúng ta thường xuyên liên tục đúng không? ạ? Đó. Thế yếu tố thứ thứ, thứ, thứ ba các bạn nhá. tố thứ hai, bài thứ ba là khách hàng tới trải nghiệm dịch vụ của các bạn thì khách hàng phải thích nhá. Nếu như khách hàng không thích thì rất khó để khách hàng có thể ở lại với dịch vụ của chúng ta đó, cho nên là các bạn phải có nhiều dịch vụ hơn nữa để khách hàng quay lại và làm dịch vụ chúng ta thêm nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Đó và cái cuối cùng đó là mua hàng thì chúng ta, nếu mà khách hàng đã thích rồi, đã biết rồi, đã thích rồi, đã tin rồi thì chắc chắn khách hàng sẽ mua hàng chúng ta, đúng không? Và số lần có thể mua lặp lại, lặp lại, đúng không? Đó, à, trong kinh doanh thì chúng ta cần khoảng bốn cái điều này, ba cái điều này, các bạn nhớ không? Nha, doanh thu, doanh thu bằng số lượng khách hàng nhân với doanh thu trung bình trên một đơn hàng và số lần lặp lại, đó doanh thu các bạn nếu như các bạn không có mức độ doanh thu cao và số lượng khách hàng của các bạn không có liên tục tạo ra liên tục đúng không và số lần lặp lại các bạn nhau số lần lặp lại mua hàng của các bạn là cực kỳ quan trọng thế thì ngồi lại chia sẻ thêm với các bạn về ba cái chiến lược nha ba cái chiến lược làm thế nào để giúp cái sáu ba các bạn luôn luôn đông khách giúp cái sáu ba các bạn luôn luôn đông khách bằng cái gì ạ bằng sự trải nghiệm của khách hàng và làm thế nào các chiến lược thứ hai đó là chiến lược gì gia tăng doanh số ngay lập tức đúng không gia tăng doanh số ngay lập tức các bạn nhé làm thế nào cái sáu ba các bạn có thể gia tăng số ngay lập tức đúng không À, giới thiệu các bạn mình là Ngọc Anh là CEO của một cái hệ thống à, thẩm mỹ viện Ngọc Anh thì Ngọc Anh có 15 năm kinh nghiệm trên vực điều trị nám chuẩn y khoa và là một chuyên gia về laser thẩm mỹ thì Ngọc Anh thấu hiểu được khách hàng của mình là ai và sẽ mang tới khách hàng những điểm chạm gì đúng không đó liên tục tạo ra phễu liên hoàn để giúp khách hàng quay lại bây giờ của chúng ta và kèm theo nữa là gì ạ các bạn nhớ này trải nghiệm của khách hàng nó mang tới cho các bạn những trải nghiệm đó thì hãy xin lời giới thiệu từ những người đó đúng không xin là giới thiệu như đó, cái quan trọng nhất là các bạn phải mang tới cho khách hàng những sự thử nghiệm nha vượt trên sự mong đợi của khách hàng để khách hàng có thể giới thiệu cho chúng ta và các bạn nhớ là hãy liên tục nha liên tục xin lời giới thiệu thế đây là chiến lược mà sau khi chúng ta setup một cái sáu ba thì khởi nghiệp cho sau ba các bạn phải định hướng được là sẽ đầu tư ở đâu mức đầu tư bao nhiêu nha sẽ đầu tư ở đâu mức đầu tư bao nhiêu ai sẽ người song hành cùng với các bạn đúng không và bạn phải là chuyên gia trong lĩnh vực đó nhớ là hay là chuyên gia một trong cái lĩnh vực này thì khi mà các bạn khởi nghiệp sau ba các bạn nhớ hãy định hướng người chúng ta sẽ kinh doanh như thế nào và phát triển làm sao đúng không ạ ok à, trong cái video ngày hôm nay thì ngôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn những người mà chuẩn bị khởi nghiệp spa này kinh doanh spa 3 thì các bạn cần những yếu tố gì thứ nhất là định hướng phát triển ngày số 3 thứ hai là các bạn sẽ có những dịch vụ gì cái thứ ba là khách hàng của các bạn ở đâu nha khách hàng của các bạn ở đâu và là ai đó thứ tư là nhu cầu thị trường các bạn đâu nhu cầu của thị trường khu vực của bạn đó cái thứ năm là họ mong muốn cái gì các bạn nhớ này họ mong muốn điều gì từ bạn và cái thứ sáu là mình đáp ứng cho họ những điều gì, gì? nhá các bạn nhớ lại. hãy đáp ứng cho khách hàng những điều gì và thứ bảy là điều mà khách hàng đạt được điều hay khách hàng đạt được đó là gì niềm tin các bạn nhá đó bằng chính cái niềm tin của các bạn và cái thứ tám đó là gì ạ các bạn sẽ đầu tư cho cái sau ba của mình khoảng bao nhiêu tiền nhá đây là mức đầu đầu tư các bạn phải nhớ này mức đầu đầu tư của các bạn sẽ đầu tư bao nhiêu tiền và các bạn phải tính một con số đo lường lại và doanh thu các bạn đạt được đúng không đó thì uh, doanh thu bằng số lượng khách hàng nhân với doanh thu trung bình cho một đơn hàng và số lần khách hàng lập lại mua hàng của các bạn đúng không và các bạn sẽ có những chế độ hậu mãi như chăm sóc tặng quà mà nếu chăm sóc tặng quà chăm sóc tặng quà và các bạn phải mang tới cho khách hàng sự trải nghiệm và khi người ta tới với cơ sở chúng ta người ta tin tưởng và người ta cảm sao ạ à? à, người ta tới với các bạn giống như người ta ở nhà người ta để được chăm sóc đúng không đó và không cuối cùng nó gì không quản lý về nhân sự là cực kỳ quan trọng các bạn nhá hay nhá hãy tìm hiểu thật kỹ khâu quản lý nhân sự số 3 tại vì sao ngành số 3 là một ngành doanh thu cao, lợi nhuận cao nhưng nếu như các bạn quản lý nhân sự không tốt thì các bạn sẽ bị thất thoát nhé, thất thu rất chỉ là nhiều luôn. Cho nên là hãy tìm hiểu thật kỹ khi mà các bạn có thể định hướng được Sapa nhé. Ngọc Anh có thể giúp cho các bạn phát triển ngành Sapa, kinh doanh ngành Sapa vì Ngọc anh có hơn 15 năm kinh nghiệm trên lĩnh vực này. Vì Ngọc Anh đã có khoảng chuỗi khoảng 12 cơ sở. Đây là những hướng mà Ngọc Anh muốn chia sẻ cho tất cả các bạn những người đang muốn phát triển Sapa, kinh doanh Sapa. Khi các bạn xem lại video này nhá, thì các bạn sẽ nhận được rất nhiều điều không phải ai có thể nói ra được những cái điều này, tại vì mình có rất nhiều năm kinh nghiệm thực chiến trong ngày sáu ba có thể chia sẻ cho các bạn nhé. Các bạn hãy chia sẻ video này lên uh, profile của mình này, uh, các bạn hãy xin đến hội nhóm này cho những người đang phát triển s ba và đang khó khăn mình ba. Ngọc Anh sẽ giúp các bạn chỉ cần các bạn tin tôi. Ngọc Anh Official.